nuôi con người ta. Thu nhập mỗi tháng lương phải lãnh cao. Cái tính tình hay chắc chiêu danh dậm nên ngoại hình có phần kém bánh bao. Như thời nay thích yêu vì diện mạo, chiều cao phải trên 1m6. Hậu phương có sổ hầu giao, tình yêu mới luôn giữ chân níu áo. Đã xác định không đẹp phải lạ, như anh tay cao to đen xì. Cái tà si sai si ngăn đầy tà, là có tướng tà cao to manly. Nhưng vướng vào yêu làm chi, dính ti dễ để buông thì khó. Tôi là tôi còn ham chọn lựa, mà hỏi hỏi hoài là quá đáng lắm luôn á. Ép dầu ép mỡ, chưa ép dầu ép mỡ, đâu ai nỡ ép duyên. Ai thấy đúng thì giơ tay lên luôn nè. Hỏi lên chầu cái chầu, hỏi lên chầu cái chầu, hỏi lên chầu cái chầu, chầu cái chầu, chầu cái chầu, chầu cái chầu. Chừng nào mày cưới 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 cưới, chừng nào con cưới cưới cưới, chừng nào con cưới. Gì đâu, tình duyên mà từ từ nó tới. Anh là anh quan tâm mày lắm đó. Quan tâm kiểu khác được không?